Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra học kỳ 1 nhé. Tiên là các kiến thức về lý thuyết. Chúng ta sẽ ôn chủ đề 1 máy tính và cộng đồng. Chủ đề 2 tổ chức lưu trữ tìm kiếm và trao đổi thông tin. Chủ đề 3 là đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số. Và chủ đề thứ 4 là ứng dụng tin học. Ở mỗi chủ đề, các em xem ha, ví dụ như bài 1 là lịch sử phát triển máy tính, bài 2 thông tin trong môi trường số, bài 4 là sử dụng công nghệ kỹ thuật số, bài 5 sử dụng địa chỉ tương đối tuyệt đối trong công thức, bài 6 sắp xếp lập dữ liệu, 7 là tạo và chỉnh sửa biểu đồ. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em một số cái bài tập trắc nghiệm và tự luận nha. Các em nhớ nhấn nút giữ lại để mình làm nha. Mình sẽ kết hợp với sách giáo khoa cũng như là nội dung bài học mà cô đã hướng dẫn để mình làm cho thật tốt nha. Rồi, chúng ta cùng qua ở những cái câu tiếp theo nha. Các em xem tiếp nhé. Chúng ta tiếp tục qua cái phần tự luận. Với nội dung tạo chỉnh sửa biểu đồ, em hãy đánh dấu X xác định các phát biểu đúng hay sai. Các em nhấn nút dừng lại để mình làm bài tập nhé. Câu hỏi thứ 2. Cho bảng tính ở hình 1, em hãy điền công thức ở ô tính D6 khi sao chép công thức từ ô tính D4 đến ô tính D6. Các em nhấn nút dừng để mình làm bài tập nha. Đây là đáp án của phần trắc nghiệm. Và đây là đáp án của phần tự luận. Chúc các em làm bài thật tốt. Cảm ơn tất cả các em.